Xin chào Gunner, lại là Gavin đây. Chúc Gunner có một ngày mới thật nhiều năng lượng và vui vẻ nha. Hiện tại server đặc biệt S177 gà dắt vàng đã ra mắt. Và cũng kèm với sự kiện ra mắt server đặc biệt, chúng ta cũng được cập nhật một tính năng mới, đó chính là dắt vàng nha. Ở đây chúng ta sẽ có một cái pass 7 ngày. Và ở đây khi Gunner mua cao cấp, chúng ta sẽ nhận được cho mình, đó chính là mấy viên châu báu dắt vàng nha. Rồi ok, ở đây Gavin nhận thêm cho mình một viên 7 ngày nữa nha. Bây giờ thì Gunner hãy cùng Gavin chúng ta dắt vàng vũ khí nha. Bên cạnh đấy, hiện tại sự kiện đào khoáng đang diễn ra. Và ở đây thưởng đảm bảo thì Gunner ở mốc 150 lần, chúng ta sẽ nhận về cho mình một châu báu dắt vàng 30 ngày nha. Nên là trước tiên Gavin sẽ cùng Gunner chúng ta đào khoáng đã nha. Ở đây thì 150 lần đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ đào 100 lần trước nha. Ok, không thể không nhắc lại, biết đâu chúng ta lại ra thêm được một cái SS đúng không Gunner? Rồi, 2 quặng cao ạ, 196 quặng sơ. Đây chính là 100 lần, Gavin sẽ đào thêm 50 lần nữa. Rồi, ok, 2K6, bùm. Rồi, tiếp tục 2 quặng cao và chúng ta có 96 quặng sơ cấp. Bây giờ thì Gavin sẽ nhận đảm bảo nha, chúng ta sẽ có một châu báu dắt vàng 30 ngày. Rồi, ok, ở dưới này thì sẽ là thẻ cúc tự chọn. Wow, 300 lần khá là ngon nha. Để Gavin check thử nha, 300 lần chúng ta có thẻ cúc à. Ở đây thì thẻ bài của Gavin, thẻ cúc sẽ lên sát thương. Và hiện tại nếu như lên sát thương thì Gavin sẽ lên được rất nhiều lực chiến nha. Thẻ cúc của Gavin ở đây rồi ạ, chúng ta mới có cúc bạc thôi. Thế chúng ta còn thiếu cúc vàng, cúc đồng nữa. Rồi, thế thì nốt luôn ạ. Gavin sẽ đào khoáng lên mức 300 lần luôn. Lúc nãy chúng ta được 150 lần rồi, thế Gavin sẽ đào thêm 2 lần nữa nha Gunner, để lên mức 100 lần nha. Một thôi ạ. Rồi, 100 lần. Rồi, thêm 50 lần nữa. Rồi, chúng ta được thêm một viên đá sáo rất tuyệt vời. 50 lần nữa, tổng chúng ta sẽ được 300 lần nha. Và thế là Gavin sẽ có một thẻ cúc ha. Rồi, ok. Quà thực chọn nhận luôn ạ. Rồi, quà thực chọn của Gavin đâu ạ? Đây, không cần ạ. Cúc đồng, cúc bạc, cúc vàng. Rồi, ok, đồng ý. Đây là bao nhiêu lực chiến đây ạ? Wow, 37k lực chiến ạ. Dã man gần nữa. 37k lực chiến nha. Quá kinh khủng luôn. Rồi, quá tuyệt vời ạ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi dắt vàng cho vũ khí nha Gunner. Đầu tiên thì hiện tại cây vũ khí cộng 15 của Gavin thì đã dắt vàng 9 ngày rồi. Thì Gavin sẽ dắt nốt, ở đây sẽ là một viên 30 ngày nha. Chúng ta vẫn dư một viên nữa thì Gavin sẽ dắt thử vào đây nha. Rồi, đây thì một viên đá, 3 viên đá 92% thành công thì chả nhẽ chúng ta lại trượt đúng không Gunner? Rồi, để Gavin thử nha, dắt vàng ạ. Rồi, tăng thêm 2K8. Có vẻ như là trang phục thì không được lên nhiều lắm đúng không? Thế thì chúng ta dắt vàng nốt cho cây vũ khí cộng 15 nha. Rồi ở đây thì vì là một viên 30 ngày thì Gavin sẽ sử dụng cho mình, đó chính là một viên đá 6 nha. Chúng ta sẽ có 120% thì lại thành công, thì sẽ giúp chúng ta chắc chắn hơn nha. Vì viên 30 ngày này thì rất là tuyệt vời nha Gunner. Chúng ta sẽ dắt vàng luôn nha. Rồi, ok. Dắt vàng 39 ngày rất tuyệt vời. Lực chiến ở Gavin từ 1.2 triệu thì sau khi dắt vàng cộng thêm cái thẻ cúp vừa nãy thì bây giờ lên được 1.672.000. Quá tuyệt vời, quá là dã man luôn. Bây giờ thì Gunner hãy cùng Gavin chúng ta test thử xem nha. Sau khi dắt vàng thì sức mạnh của Gavin sẽ tăng tiến như nào đấy ạ. Xem có khác biệt gì với cộng 15 không sau khi dắt vàng. Hiệu ứng gần như không thay đổi. Rồi, ok, crit 2 viên tức nước vỡ bờ và đi luôn. Về phần hiệu ứng thì không khác gì nhiều so với hiệu ứng cộng 15 nha Gunner. Ở đây chúng ta được tăng chỉ số khá là nhiều nha, tăng lực chiến rất là nhiều từ điểm sát thương nha Gunner. Rất tuyệt vời. Một trong những cách mà để chúng ta có thể bộc phá một lượng lực chiến khổng lồ nha Gunner. Rồi, gặp bạn vô ngã này có vẻ là một ác top rồi. VIP 14 luôn. Samurai thì chắc chắn là sẽ vào bắn trước luôn ạ. S62 vô ngã. Rồi, vào nhà ai cần trái tim nhưng mà lại vụt luôn. Khả năng cao là cả Gin đi luôn rồi.
chết không? À không, không, không chí mạng này không chết rồi. Không chí mạng là không chết nha. Ôi, Galin sẽ lấy 3 tơn cho con đây. Có rụng không ạ? Rụng đi ạ. Ok, đẹp ạ. Wow, không thấm vào đâu luôn. Thêm một tên bắn chay nữa. Rồi, crit rồi ạ. Bây giờ mới cần crit này. Bây giờ mới thực sự cần crit ạ. Tức nước vỡ bờ đi ạ. Cho vào viên tức nước vỡ bờ đi ạ. Đòn chí mạng đâu ạ? Đòn chí mạng của gà ghiên đậu ở đây rồi ạ. Rồi, crit ạ. Wow, 13k. Địch quá khỏe. Thực sự, địch quá khỏe nha Gander. Chí mạng nhưng không vào đam mấy. Vô ngã thực sự rất là khỏe nha. Level điện anh hùng đã lên level 1 rồi. Vượt level 10 rồi, rất tuyệt vời. Cả Gin thì hiện tại cũng mới level 7 thôi. Khá là thấp nha. Còn này thì cả Gin rồi. Ra đi chân lạnh toát rồi. Còn gì để mà thương tiếc ở đây nữa rồi. Oh, rất dứt khoát luôn. Wow, cầu đích 29k đam. Quá khỏe nha Gander. Vừa rồi thì gà Gin đã cùng Gander chúng ta trải nghiệm tính năng dắt vàng cũng như là tham gia một vài trận đấu sau khi gà Gin dắt vàng nha. Trước đấy thì khi lúc chưa gắt vàng thì cả Gin 1.2 triệu lực chiến, và sau khi dắt vàng thì lực chiến tăng một cách đột biến cho Gander. Đây cũng là một cách giúp Gander có thể nhanh chóng để gia tăng một lượng lực chiến nha. Và sau khi dắt vàng thì chúng ta sẽ có một cái khung rất tuyệt vời như này. Ở góc độ của gà Gin thì gà Gin mong rằng sẽ có một chữ gold ở đây chẳng hạn, hoặc là ở dưới chữ sở trang này chúng ta có một chữ gold nha, thì sẽ xịn sò hơn nha. Và như này cũng được, dắt vàng xong thì cái phần chỉ số cũng như là thông tin của vũ khí cháy rực như này thì trông cũng cực kỳ ngầu nha Gunner. Còn Gunner cảm nhận thế nào về tính năng dắt vàng mới của Gunner Origin, hãy để lại comment ở dưới clip để gà Gin được biết nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại Gunner ở clip tiếp theo. Bye bye.